Tổng quan thị trường bất động sản quý 3 năm 2023, cơ hội vàng bắt đáy, 10 năm chỉ có một lần. Sau khoảng thời gian dài thị trường bất động sản rơi vào khó khăn và khủng hoảng, thì nay đã có nhiều tín hiệu tích cực, dự báo thị trường thời gian tới có thể khởi sắc trở lại. Tuy nhiên, đâu mới là thời điểm vàng để bắt đáy thị trường? Thị trường nào sẽ nằm trong danh sách các thị trường tiềm năng? Hãy tham gia sự kiện Tổng quan thị trường bất động sản quý 3 2023, cơ hội vàng bắt đáy do Viện Đào tạo Đầu tư Bất động sản Rick Nguyên Academy tổ chức, được diễn ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 tới đây. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, giúp các nhà đầu tư nhận định thị trường, dự báo điểm vàng để bắt đáy đầu tư. Sự kiện bao gồm 4 phần với các nội dung như sau. Phần 1, tổng quan các chỉ số vĩ mô, nhận định thị trường bất động sản, cơ hội vàng bắt đáy, lắng nghe những chia sẻ từ diễn giả Rick Nguyên, nhà huấn luyện chiến lược bất động sản cá nhân, với những nhận định sắc bén về thị trường bất động sản hiện tại và cơ hội đầu tư trong quý 3 năm 2023. Phần 2, nhận định thị trường tài chính ngân hàng. Hãy cùng lắng nghe ông Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng Nhà nước, nhận định về thị trường tài chính ngân hàng, tác động của nó đến thị trường bất động sản. Liệu các chỉ số đã thực sự khởi sắc hay chưa? Phần 3, chia sẻ phương pháp làm nghiên cứu thị trường khu vực. Diễn giả Rick Nguyên, nhà huấn luyện chiến lược đầu tư bất động sản cá nhân, sẽ giúp các nhà đầu tư tự tin làm chủ cuộc chơi X2 tài sản mà không cần thị trường sốt đất. Phần 4, tọa đàm, hỏi đáp cùng chuyên gia. Bạn sẽ có cơ hội trao đổi, tìm hiểu và nhận được những lời khuyên quý giá. Sự kiện được tổ chức phi lợi nhuận, hoàn toàn miễn phí. Đăng ký tham gia ngày để trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp đầu tư hiệu quả và thành công.